TB Bank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tim như nào nhỉ? Đây nè, tôi kéo cái tay qua thôi. Cái này là anh, cái này là bạn là xe chứ không có tim. Cái này đúng chưa? Tôi nói rồi, cái này bạn cái gì mà là xe chứ không phải là tim. Tim tay chân nè. Tim này hả? Money, money. Tim nào? Sao? Ok, mình không để gì đâu. Ok. Yeah. Yeah. Tôi là quan thì đáng đâu. Đôi khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ngủ như sâu bên trong nước mắt mà mình sợ. Không biết tay xuống này xuống một chút đó, cái này đẳng ra nhìn tiếp đi đây nè. Trả gì phức tạp, anh phải tin vậy anh mới kiếm được tin chứ. Không mình ông ấy vậy nè, mình xe xe cho mình ra tiền đúng vậy. Xe xe này được có một bộ làm quen xe xe đi. Cầm tí. Rồi tay rồi tí. Một, hai, ba. Nào, một, hai, ba. Ok, tiếp đo, tiếp đo. I love phát tiếp đo. 1, 2, 3 nha. Không, từ 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 tay dưới. Đó, xe nãy giờ mới đặt tim. 1, 2, 3, I love phát tay. Là mình tim nha. Nào, 1, 2, 3. I love phát tay. TB Bank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh một năm. Anh đưa ra hai option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có hai offer nhé. Offer. Cái offer của Sắc Phú.